chào quý vị khán giả. Kênh tin tức thời sự chuyên cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất mỗi ngày gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chúng tôi. Hãy like và share để những video hữu ích này tiếp cận với nhiều người hơn quý vị nhé. Hôm nay Quốc hội họp bất thường để xem xét công tác nhân sự. Có phải khởi tố nhiều làm cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm? Phạt nguội xe máy, nghĩ mà giật mình. Hôm nay Quốc hội họp bất thường để xem xét công tác nhân sự. Thưa quý vị, kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 7 sẽ diễn ra chiều ngày 2 tháng 5 tại nhà Quốc hội. Theo quyết định triệu tập của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công tác nhân sự là nội dung chính của kỳ họp bất thường lần này. Chiều nay, 2 tháng 5, các đại biểu Quốc hội khóa 15 sẽ tham dự kỳ họp bất thường lần thứ 7 theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội. Căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa 15, để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo thông báo của Tổng Thư ký Quốc hội, luật tổ chức Quốc hội quy định Quốc hội họp thường lệ mỗi năm 2 kỳ. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu yêu cầu, Quốc hội sẽ họp bất thường. Kể từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay, Quốc hội đã có 6 kỳ họp bất thường. Số lượng kỳ họp bất thường bằng kỳ họp bình thường là một điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Quốc hội. Kỳ họp Quốc hội bất thường lần này diễn ra sau một tuần kể từ khi Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Quốc hội do đại biểu Quốc hội bầu tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, vì vậy Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm đối với ông Vương Đình Huệ. Ông Vương Đình Huệ, theo đánh giá của Ban chấp hành Trung ương, là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở. Ông Huệ được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ban chấp hành Trung ương nhận định ông Vương Đình Huệ cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ theo Ban chấp hành Trung ương đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê ở Nghệ An, ông là giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Ông Huệ là Ủy viên Trung ương 4 khóa 10, 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14 và 15. Trải qua 22 năm công tác ở Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính, ông Huệ sau đó lần lượt nắm giữ nhiều vị trí quan trọng như Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng. Ông Huệ cũng từng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và được bầu làm Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14. Tháng 3 năm 2021, ông tái đắc cử chức vụ này tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15. Có phải khởi tố nhiều làm cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm? Thưa quý vị, đã có lần Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thẳng thắn chỉ ra, thực trạng này không chỉ là hiện tượng đơn lẻ mà diễn ra ở nhiều địa phương, ở cả một số bộ ngành trung ương, trong một bộ phận công chức trong các hoạt động kinh tế xã hội. Đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng trong những năm gần đây được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm nhằm làm trong sạch bộ máy của Đảng, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước trong nhóm các tội phạm tham nhũng. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là một trong 7 tội. Điều 353 đến 359 Bộ Luật Hình sự đang có chiều hướng tăng cả về quy mô, số lượng, tính chất và mức độ. Không đâu xa, những ngày cuối năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị tổ chức có liên quan, trong đó có tới 3 cựu ủy viên trung ương và 35 bị cáo khác bị truy tố về loạt tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí,
đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Trong lúc phiên tòa trên chưa kết thúc, thì ngày 4 tháng 1 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thông tin đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự đối với ông Hoàng Quốc Vượng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, cựu Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Tập đoàn PVN. Trước đó, ngày 21 tháng 12 năm 2023, cơ quan này cũng đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, về tội nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Và Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam với Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ. Và trước đó là hàng loạt cán bộ thuộc Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, Công ty Mua bán Điện bị khởi tố bắt giam về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Xử lý mạnh tay với hành vi tham nhũng cũng đặt ra câu chuyện một số cán bộ công chức né tránh, thậm chí không dám làm gì, đun đẩy sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ bị xử lý hình sự cũng được bàn luận, phân tích, đánh giá và mổ xẻ cả trên nghị trường Quốc hội lẫn dư luận xã hội. Có lần Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rằng thực trạng này không chỉ là hiện tượng đơn lẻ mà diễn ra ở nhiều địa phương. Ở cả một số bộ ngành trung ương, trong một bộ phận công chức trong các hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt thể hiện rõ nhất trên lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai, bất động sản, mua sắm trang thiết bị khu vực công, thủ tục hành chính đầu tư cho phát triển doanh nghiệp, cung ứng các dịch vụ trực tiếp liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Vậy có đúng là việc nhiều cán bộ công chức bị kỷ luật khởi tố, truy tố do sai phạm pháp luật nghiêm trọng đã dẫn đến tình trạng cán bộ công chức sợ sai, sợ trách nhiệm không dám làm gì nữa hay không? Tham nhũng trên khắp thế giới là một vấn đề phức tạp, có nguồn gốc từ nhiều yếu tố như lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế và xã hội. Tham nhũng không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước mà còn làm suy yếu niềm tin của người dân vào chính quyền, làm giảm chất lượng của các dịch vụ công, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững và công bằng xã hội, gia tăng bất bình đẳng xã hội. Tham nhũng ở Việt Nam còn ảnh hưởng uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng. Tham nhũng nôm na là hành vi của người có chức vụ quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi. Vụ lợi ở đây chính là việc những người này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng. Việc lợi dụng chức vụ quyền hạn có thể được thể hiện qua các hành vi cụ thể như giả mạo tài liệu, hồ sơ, thông tin để cấp giấy phép công chứng, chứng thực, thẩm định giá, giám định, đấu thầu, xét duyệt dự án, phê duyệt xây dựng quy hoạch, kế hoạch dự án mua sắm công, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ. Mục đích đối tượng nhằm có được chính tiền và tài sản, quyền tài sản, lợi ích kinh tế hay các vật có giá trị như vàng bạc, đá quý, đồ cổ. Còn lợi ích phi vật chất là lợi ích thu được dưới dạng danh tiếng, quyền lực, chức vụ và quan hệ. Quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đã khá hoàn thiện. Việc xử lý hình sự đối với các cán bộ tham nhũng được thực hiện khi hành vi tham nhũng đó đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng là hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp, làm thiệt hại nghiêm trọng với mức độ thiệt hại, phạm vi ảnh hưởng, thời gian kéo dài hay mục đích của hành vi tham nhũng. Thực ra, việc xử lý hình sự đối với cán bộ tham nhũng là biện pháp cuối cùng chỉ được thực hiện khi các biện pháp khác không có hiệu quả. Thực tiễn thời gian qua, đối với các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án có người đứng đầu có chức vụ cao hoặc có ảnh hưởng trong cộng đồng, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét cẩn trọng, kỹ lưỡng trước khi khởi tố. Nếu quyết định của người đứng đầu đó vì lợi ích chung, không tiêu cực, vụ lợi cá nhân, thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ cân nhắc không khởi tố. Nếu bắt cũng được, không bắt cũng được, thông thường sẽ không bắt. Gần đây, khi trả lời câu chuyện ở trên, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Bộ Công an chưa bắt những đối tượng nào vừa qua liên quan tới việc đưa hối lộ, nhận hối lộ mà đối tượng đó không nhận tiền cả. Gần đây, tôi có dịp trò chuyện với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một tỉnh, vị này cũng thẳng thắn rằng, sao phải sợ, người nào làm vì cá nhân, vì động cơ, vụ lợi thì phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, làm đàng hoàng sao phải ngại.
Như vậy, nếu cán bộ thực thi nhiệm vụ vô tư trong sáng, không vụ lợi cá nhân, đâu phải lo, sợ bị xử lý hình sự. Điều này cũng đúng quan điểm trong sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ 5 nhiệm vụ giải pháp căn bản, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, đó là tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo, tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng ngừa tham nhũng, xây dựng các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong sạch vững mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước. Và cũng đúng với tinh thần mục đích cao nhất của việc xử lý tham nhũng tiêu cực là để trị bệnh cứu người, kỷ luật một vài người để cứu một người, truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực. Phạt nguội xe máy, nghĩ mà giật mình. Thưa quý vị, tại hội nghị sơ kết an toàn giao thông 3 tháng đầu năm 2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị tăng cường kiểm soát phạt nguội đối với người đi xe máy. Nghe đề xuất này, không ít người giật mình bởi lâu nay, rất nhiều xe máy vi phạm giao thông nhưng chưa được xử lý nghiêm. Nay mở rộng phạt nguội, chắc là sẽ gặp rắc rối to nếu cứ duy trì cái kiểu đi đứng như bấy lâu nay. Thực tế giao thông tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy có thể dễ dàng bắt gặp cảnh người đi xe máy vi phạm luật giao thông ở những điểm nóng hay ùn tắc tại càng có nhiều người phạm luật. Bên này lấn làn, bên kia leo lề, dòng theo hàng người trục nối nhau sai cùng một lỗi. Nếu có camera ở những nơi này, mỗi ngày có bao nhiêu người sẽ nhận được thông báo phạt nguội? Mỗi ngày, một chỗ thôi, có thể số người vi phạm có mà đếm xuể. Đúng thôi, xe máy có ưu điểm cơ động nên chuyện chạy nối đuôi vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều một chút nhưng lâu nay không đủ tai mắt để phạt, chấn chỉnh nên vi phạm luật diễn ra nhiều vô kể. Giết đã thành lệ nhiều tình huống xe máy được vi phạm luật mà không bị xử phạt. Cả nước có hơn 70 triệu xe máy đang lưu thông, việc phạt nguội đã thực hiện hàng chục năm nhưng còn tùy từng tỉnh thành, có nơi gắt gao, nơi vẫn còn thả lỏng. Thực tế hạ tầng nhiều nơi đường xá chật hẹp để nhanh, để tiện. Chuyện quên luật diễn ra phổ biến, anh lái ô tô vì to xác nên dễ bị vịn, anh đi xe máy thì dễ ngược xí xóa, ngó lơ, cứ thế người đi xe máy đã quen chạy quên luật. Và một khi nếu làm nghiêm, phạt nguội cả người đi xe máy, ít nhiều cũng gây sốc chứ chẳng đơn giản đâu. Do vậy, khi tăng cường phạt nguội với người đi xe máy cần có lộ trình, nâng dần mức cảnh báo răn đe, chẳng hạn tập trung phạt có những lỗi cố ý, có thể gây nguy hiểm như phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm ở những nơi hạ tầng rất tốt, nơi có mạng lưới phương tiện công cộng tốt như ở trung tâm thành phố chẳng hạn. Một khi phạt nguội đã có tác dụng, chắc chắn sẽ hình thành văn hóa giao thông, tuân thủ luật lệ khi ra đường. Khi đó mọi người đi đứng ngay hàng thẳng lối, không rành đường, không khóa đường, lại giúp cho giao thông trật tự hơn, kể cả trong điều kiện hạ tầng chật hẹp. Tất nhiên, để phạt nguội được người đi xe máy còn nhiều thứ phải giải quyết, chẳng hạn như người vi phạm không phải chủ xe, thông báo để xử phạt được gửi đến chủ xe nhưng xe đã bán, chủ xe đăng ký thường trú ở một nơi nhưng ở một nơi khác. Rồi những thói quen lâu nay sẽ cần phải điều chỉnh, như cho người khác mượn xe rồi vi phạm bán xe phải làm thủ tục sang tên để tránh bị rắc rối về sau. Chắc chắn, những rắc rối vướng mắc khi phạt nguội người đi xe máy vi phạm nếu được mở rộng và làm nghiêm rồi cũng sẽ được tháo gỡ và chỉnh sửa. Ngay lúc này, ý kiến đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ, hãy điều chỉnh, đừng rước vào phiền toái, đừng trở thành người vi phạm chỉ vì thói quen lơ là, quên luật giao thông. Đừng nghĩ rằng phạt nguội là cho mấy anh đi ô tô, mà cả là người đi xe máy và người đi bộ khi tham gia giao thông.